Công an huyện Đắc Gờ Long vừa bắt giữ đối tượng Trần Thái Thông, trú tại thôn 2, xã Đắc Hà, huyện Đắc Gờ Long về tội trộm cắp tài sản và hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, công an huyện Đắc Gờ Long nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại thôn 8, xã Đắc Hà, xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Bị hại là anh Điều Nơ Cơ, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, đã bị đối tượng tiên thông dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau hơn 3 giờ, công an huyện Đắc Gờ Long đã bắt giữ được đối tượng Thông khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã. Trước đó, ngày 22 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Crono cũng ra quyết định truy nã đối với Trần Thái Thông về tội trộm cắp tài sản. Trong khi lẩn trốn quyết định truy nã, thì Thông tiếp tục thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.